Bạn chia cho vợ tôi ấy, nhớ là chia sạch sạch tí. Gu tôi là phải trắng trẻo mịn màng, cái lông lá tôi sợ lắm. Anh siêu khéo thật đấy, em chả thấy đau đớn gì. Em còn muốn chia nhiều chỗ lắm. Này, tôi là chỉ tin tưởng bạn thôi đấy, chứ giao cho thằng khác khỉ lắm. Ừ, bạn cứ yên tâm đi, tôi làm việc chắc chắn mà. Với lại là My là cũng có phúc phần thật đấy, đi triệt lông mà có cả bạn trai đến túc trực thế này. Anh cũng thế còn gì. Em thấy anh yêu cái Linh bạn em, có bao giờ anh để nó đi đâu một mình đâu. Ồ, chính ra cũng hay chứ. Tôi là tôi lây cái tính bám người yêu từ ông đấy nhá. Mà cái hội của mình chơi thân với nhau nhá, thế mà đôi nào lại ra đôi đấy, hay thật. Trước khi lấy con bạn em, anh phải trải nghiệm hết đi, không sau này tiếc đấy. Anh cũng không chịu được nữa rồi. Ôi giời ơi, Kiều ơi, sao mày làm thế hả Kiều ơi? Cường ơi, đặt máy xuống đi, sao mày lại đây? Anh Cường, sao anh bảo với em anh đi nhậu với bạn ạ? Tao mà đi nhậu ấy, thì làm sao tao chứng kiến được mấy cảnh như này? À? Cường ơi, bạn bình tĩnh đi bạn. Cầm mồm. Chúng mày thích đi mây về gió gì? Tao cho chúng mày ấy, mỗi năm đi một lần nhá. Gặp ngà quả thân, ăn chuối cả nải nhá chưa? Anh ơi, bọn em biết bọn em sai rồi. Anh cho bọn em cơ hội sửa sai được không ạ? Im mồm. Chúng mày định sửa sai kiểu gì? Hả? Không chỉ con Linh, mà tao sẽ cho cả thế giới biết chúng mày đánh vần với nhau trên giường. Tao có hết clip rồi. Anh ơi, anh bình tĩnh đã. Chẳng phải anh thua cá độ, đang nợ 200 triệu rồi ạ? Anh phiêu trả 200 triệu cho anh bỏ qua được không ạ? Cái gì? 200 triệu anh lấy nó ra. Anh không có nhưng mà cái Linh nó có. Anh lấy nó về, số tiền đấy sẽ là của anh. Bây giờ anh muốn mất 200 triệu hay là anh muốn trở thành một kẻ ngoại tình bị cả xã hội trừ rủa? Tao nghe cũng hợp lý đấy. Quyết định là ở mày. Tao cho mày một ngày để chuẩn bị tiền. Chủ nợ của tao ấy không kiên nhẫn được như tao đâu. Anh, thả mất 200 triệu còn hơn là mất cái Linh. Em biết tính nó. Nó mà phát hiện ra anh phản bội nó sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lúc đấy còn mất nhiều hơn 200 triệu đấy. Thôi được rồi, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ 200 triệu để bồi thường tổn thất tinh thần cho mày. Liệu mà đúng hẹn đấy, mày ngủ với người yêu tao thì chỉ có một cách là mày đưa tiền cho tao chữa lành thôi. Hiểu chưa? Làm thế nào để xin tiền Linh bây giờ? Giờ mà xin tặng mật, chắc chắn là Linh không cho đâu. Chỉ còn cách lấy trộm thôi. Mà lấy trộm tiền của Linh, lấy một cục Linh biết ngay. Hay là mỗi ngày mình lấy vài tờ, rồi bảo Cường thư thư cho mình. Chắc được thôi. Linh là ai để tiền trong phòng, chắc chắn tiền đang ở trong đây. Em ơi, cả đêm hôm qua anh đi đâu mà không về thế? Em thì đang bù đầu lo tính toán ngân sách cho đám cưới này. Việc gì cũng đến tay. Hôm qua anh đi nhậu với cả đám bạn. Chúng nó bảo là trước khi lấy vợ là phải dành thời gian cho chúng nó. Này, sao trông anh có vẻ tiều tụy mệt mỏi đấy? Hôm qua nhậu đêm, chắc là gió máy nó vào người ấy. Anh cảm thấy đau đầu chóng mặt quá. Em này, tự dưng bây giờ anh cảm thấy ngọt ngọt thèm chua chua. Em đi pha cho anh cốc nước cam nhá. Để em đi pha nước cam cho.
Làm sao đấy? Tự dưng anh thấy đau đầu quá. Anh phải ra ngoài kia làm viên thuốc đau bụng để uống cho nó bớt đau chân. Anh đi nhá. Để em xem nào. Ê, không không không, không được đau anh. Bệnh em đang nặng, em động vào em bị lây, là không làm được công việc gì đâu nhá. Bọn mình còn bao nhiêu việc quan trọng nữa. Anh ra ngoài kia làm viên thuốc rồi ngủ một giấc là đỡ ngay mà. Tiền trao cháo mút. Đưa lại cho tôi những hình ảnh với video ông quay lại đây. Bạn làm gì mà vội thế? Từng nè tiền ấy đã là gì so với tổn thương của tôi? Bạn ngủ với người yêu tôi mà. Ông nói thế là sao? Ngay từ đầu ông đã hứa là chỉ cần tôi đưa cho ông 200 triệu là ông coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra cơ mà. Thì tại lúc đấy tôi mới thua có 200 triệu thôi. Còn hôm qua ấy, bố mới thua thêm một tỏ nữa rồi. Ý trời rồi, làm sao mà cãi được. Một tỏ thì tôi biết lấy ở đâu ra. Anh, em nghe nói là cái Linh nó chuẩn bị hơn 2 tỷ để tổ chức đám cưới Linh Đình đấy. Nhưng mà em nghĩ 1 tỷ cũng có cái đám cưới hơn người rồi. Hay là anh chịu khó về thuyết phục nó tìm cách rút lõi thêm 1 tỷ nữa xem sao. 1 tỷ không phải là số tiền nhỏ đâu. Anh mà lấy thì Linh biết ngay. Đến khi một chuyện vỡ lở thì cũng chết. Anh nghĩ được. Cùng lắm thì em theo anh về khai hết tất cả với Linh. Cả hai đứa cùng nói, kiểu gì Linh chẳng bỏ qua. Anh nghĩ gì à? Anh nghĩ là chúng ta vẫn là cùng hội cùng thuyền á? Anh vẫn chưa nhận ra gì à? Đấy, cô... Cô nói thế là ý gì? Làm gì có sự trùng hợp nào ở đây? Ngay từ đầu, nó đã được dàn xếp rồi mà. Chỉ có cái loại ngu ngốc như anh ấy mới nghĩ rằng tôi thật sự muốn triệt lông trên giường với anh thôi. Cô... Bọn này đang cần tiền. Mà thật may, anh lại là chồng sắp cưới của cái Linh. Nó thì chẳng thiếu gì tiền cả, nhưng mà vay thì nó không cho. Chỉ có cách tiếp cận cái loại đàn ông ngu ngốc dễ dãi như anh ấy thì tiền mới chắc chắn chảy về túi bọn này. Cô là bạn thân của Linh ấy, tại sao cô lại làm như thế à? Anh cũng là chồng sắp cưới của nó mà. Chó chê mèo lắm lông à? Đàn ông thì khó qua ải mỹ nhân lắm. Lên giường, quay clip, tống tiền. Uầy, kế hoạch quá mỹ mãn. Thế nên bây giờ ấy, người Việt chỉ là mày. Liệu mà sắp xếp giá cho tao 1 tỷ, không thì mày tự hiểu. Được chưa? Yên tâm đi. Dù sao chúng ta cũng là một hội chơi với nhau mà. Bọn tao sẽ không đòi thêm đâu. Như đã trao đổi với em trước đó, hôm nay mang quà cưới đến cho em, em đã chuẩn bị đủ cái giá phải trả cho món quà này chưa? Năm trăm triệu, không thiếu một xu. Tiền đấy rồi. Còn bí mật mà anh muốn nói cho tôi là gì? Trong đây là toàn bộ sự thật về thằng chồng sắp cưới của em và con bạn thân mà em yêu quý. Đừng sốc quá nhé. Anh chỉ muốn tốt cho em. Mày đùa tao à? Tại sao chỉ có vài tờ tiền là thật, còn đâu toàn vàng mã này? Vì thứ âm binh như anh và cô ta chỉ nên dùng tiền này thôi. Thậm chí mày còn chưa xem điện thoại. Không lẽ mày biết hết rồi à? Tôi đã thú nhận với cả cô ấy toàn bộ sự việc rồi. Đứng lại. Cái gì trong túi kìa? Cơm diễn. Bỏ ra. Bỏ ra!
anh làm gì đấy? Hóa ra là anh không ốm đau gì. Anh giả vờ để anh lấy tiền của tôi đúng không? Anh xin lỗi, nhưng mà anh không cố tình đâu, mà là anh bị ép đấy. Anh làm gì? Làm gì mà bị ép? Làm gì mà phải lấy tiền của tôi? Hôm qua em My nhờ anh đến triển lông ở trên giường, nhưng mà anh với My chưa làm gì nhau cả, thì thằng Cường đột nhiên nó xông vào, nó chụp ảnh, nó quay video lại để nó tống tiền anh. Anh dám ngủ với bản thân của tôi á? Tại sao anh làm thế? Linh ơi, em bình tĩnh đi. Lúc đầu anh tưởng mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cuối cùng anh biết tất cả là họ lên kế hoạch để mà họ lừa anh, họ cho anh vào bẫy để mà tống tiền anh đấy. Chứ anh không cố tình đâu Linh ơi. Anh thôi đi, anh không muốn để ai ép được anh. Thôi được, coi như là tôi biết được bộ mặt thật của các người. Em nghe anh nói nốt một điều này. Chúng mày dám chơi tao? Chưa hết đâu, tôi còn báo công an tới Google của anh vì tội tống tiền, hạ nhục danh dự người khác, còn cả tổ chức cá độ trái phép nữa, đúng không? Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Em có sao không? Linh, đừng có tự tiện động vào người tôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mối quan hệ của tôi và anh cũng vậy. Chúng ta không còn là gì nữa. Một trăm triệu. Một tỷ. Nhìn mặt cô ta lại luôn không bỏ rồi. Anh về rồi đây. Sao anh về sớm thế? Sao trong nhà mình tự nhiên lại có người lạ thế này hả em? À, đây là bé My giúp việc mới nhà mình. Em quên mất chưa kể với anh. Sao em thuê giúp việc mà không hỏi ý kiến anh? Anh không thích trong nhà mình có người lạ đâu. Thì tại vì dạo này bệnh cao huyết áp của em không được ổn lắm, thế nên em mới cần người để giúp việc quản xíu gia đình. Em làm cái gì thì làm, em phải hỏi ý kiến anh trước để anh duyệt qua chứ. Em biết cô ta là người như thế nào mà tin tưởng. Làm cái gì đấy? Tôi hỏi cô, sao cô dám mò đến nhà tôi để làm giúp việc? Thì em liên lạc cho anh đâu có được đâu. Với lại sau buổi họp lớp ông ý, em chả quên được anh. Tôi có vợ rồi, tôi và cô cũng chia tay nhau từ rất lâu rồi, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Thế mà anh vẫn đè lên giường đấy thôi. Đấy là do đấy cô bẫy tôi mà. Bẫy không ấy, đâu ai chứng minh đâu. Quan trọng là sau mí em bầu rồi. Hôm họp lớp đấy là cô chuốc say tôi, rồi cô lừa tôi vào khách sạn. Bây giờ cô bắt tôi chịu trách nhiệm với cái bầu trong bụng cô à? Thế thôi, để em bảo vợ anh chịu trách nhiệm vậy. Không biết là vợ anh nếu biết chồng mình đi họp lớp xong mà lại ngủ với người yêu cũ, lại còn làm cô ấy có bầu nữa, thì không biết là vợ anh huyết áp có tăng vùn vụt không nhỉ? Khéo lại đột quỵ đấy. Cô, rốt cuộc cô muốn cái gì? 100 triệu. 1 tỷ. Nếu anh đưa tôi 1 tỷ thì tôi sẽ im lặng biến mất khỏi đây. Tôi cho anh trong vòng 1 tháng, còn hiện tại thì tôi sẽ vẫn làm ô xin ngoan ngoãn ở nhà anh. Cô, My ơi, chị về rồi. Pha cho chị cốc nước chanh với, bên ngoài nóng quá. Vâng ạ.
uống thử nước chanh pha bằng nước ngâm chân của em chị gái, đảm bảo nhiều dinh dưỡng. Chị ơi, nước chanh của chị đây ạ. Em đã tâm huyết lắm đấy. Chị cảm ơn nhá. Chị uống đi, em pha ngon lắm luôn đấy. Nước chanh em pha có vị gì đó khác khác so với vị bình thường nhỉ? Hơi mặn thì phải đúng không? À, eo ơi chị tinh ý thật đấy. Tại em hay cho thêm muối vào để tăng hương vị ấy mà. Mẹo này là em học lúc mà còn đi làm ở quán cà phê ạ. À thế à, ngon lắm đấy. À chị ơi, em có mua bưởi với cả cam đấy. Em nghe bảo là mấy cái loại hoa quả mà có muối thì tốt cho bệnh cao huyết áp của chị lắm ạ. Chị cảm ơn nhá. Có cô giúp việc vừa ngoan vừa nhiệt tình thế này, đúng là chị phải may mắn lắm đấy. Không có gì đâu ạ. À mà trưa nay chị với anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Tự nhiên chị thèm trứng vợ xúc xích quá. Em làm giúp chị nhá. Dạ vâng, thế để em đi mua. Mà chị nhớ hết nước chanh nhá. Chị ạ. Wow, trứng thơm đấy. Mi ngồi xuống đây ăn cơm với anh chị cho vui. Dạ. Đứng đây. Chủ là chủ, mà giúp việc là giúp việc. Tôi không cho phép cô ngồi ăn cơm với vợ chồng tôi. Cô cút xuống bếp ăn. Này, sao đấy anh làm sao đấy? Cứ về nhà là cắn càn khẩu là sao? Nhìn mặt cô ta lại luôn không nổi rồi. Anh bị làm sao đấy? Mi đã nấu cả buổi mới được bữa cơm đấy. Thế thì tôi cấm cô từ mai không phải nấu cơm nữa. Tôi chỉ ăn cơm vợ tôi nấu thôi. Ôi, tại sao anh Thắng lúc nào có ác cảm với em như thế ạ? Em có làm cái gì sai ạ? Thay mặt chồng chị xin lỗi em nhá. Bình thường anh Thắng anh ấy không thô lỗ như thế đâu. Nhưng mà không hiểu sao dạo này anh cứ trái tính như vậy á. Vâng ạ. Anh uống cốc nước cam đi cho Hạ Hòa. Là em pha hay con bé kia pha đấy? Là em, chính tay vợ anh pha cho anh đấy. Thế anh có uống không ạ? Em chả hiểu sao anh cứ phải cảnh giác về cái Mi cơ ấy. Ừ thì em đồng ý nó là người mới đến nhà mình. Nhưng mà em thấy con bé nó cũng ngoan ngoãn, thật thà chăm chỉ mà. Mình cũng phải cởi mở gần gũi với con bé thì nó mới chăm sóc mình như người nhà chứ. Nhưng mà anh không thích nó. Anh cứ làm sao ấy. Thôi em chả nói chuyện với anh nữa đâu. Lát nữa em đi khám định kỳ. Nhưng mà em hẹn với mẹ rồi, anh không cần phải đưa em đi đâu. Ừ, em à. Bao giờ có kết quả điều tra thế?
tận chiều nay mới có cả. Lần này có vẻ lâu nhỉ? À, thôi không sao, chị đợi được. Cảm ơn em. Trong phòng tôi. Em biết là anh vẫn còn vấn vương em. Hay là mình làm cái đi nhỏ cho nóng tình cảm. Cũng buông ra. Mà em thấy là vợ anh đi khám còn lâu mới về mà. Tụi nó cũng cút ra ngoài. Này, tốt nhất là nên nghe lời tôi đi. Không thì chắc là tôi phải cho vợ anh xem kỷ niệm hôm họp lớp ấy nhỉ. Em nghe anh giải thích đó, chuyện không phải như em nhìn thấy đâu. Trời ơi, mấy lâu nay lúc mà chị không có ở nhà, anh Thắng anh ấy cứ... Mà anh cứ bảo là chị bệnh tật ốm đau nên là không thỏa mãn được anh ý. Anh ý cứ bắt đi phục vụ ấy à. Mà không những thế, lúc mà anh ấy khó chịu hay khó ở với em là đều không muốn chị nghi ngờ đấy à. Thôi bịa đặt đi, sao cô dám đổ hết tội lỗi đầu tôi thế. Mà chị ơi, hôm qua em vừa phát hiện là em có bầu rồi à. Cô thôi biết đặt đi, đủ cáo giả. Sao cô dám đổ tội lỗi đầu tôi thế hả? Cô thôi diễn vai nạn nhân được rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, hôm nay ngoài đi khám huyết áp định kỳ giá thì tôi còn đi khám hiếm muộn nữa. Vợ chồng tôi thả mãi không có con. Cô có biết bác sĩ nói gì không? Cô xem đi. Nguyên nhân hiếm muộn là do chồng tôi. Khả năng thụ thai tự nhiên của anh ấy gần như bằng không. Vậy mà cô nói cái thai trong bụng cô là của anh ấy á. Tôi đã đi vào văn phòng thám tử để lấy tài liệu. Sau đó tôi đã phải tức tốc chạy về đây ngay. Bề ngoài tôi tỏ ra dễ tính như thế thôi, nhưng mà đã bước chân vào nhà tôi để làm giúp việc thì tôi sẽ phải điều tra từng chân tơ kẽ tóc. Tôi đã biết tất cả mọi thứ về cô. Hai người chia tay nhau là vì cô cắm sừng anh ấy. Và dạo gần đây cô ăn chơi chắc táng để có bầu, rồi bị đàn ông ruồng bỏ nên cô mới tìm đến anh ấy để đổ vỏ cho cô đúng không? Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Em ngồi xuống đây. Bình tĩnh đi, không huyết áp lại tăng vọt lên bây giờ. Anh xin lỗi nhá, anh thề là anh chưa làm gì cô ta cả, anh chưa đụng vào người cô ta đâu. Anh xin lỗi em. Cả chuyện không nói với em My là người yêu cũ của anh nữa. Còn cả chuyện hôm đi học lớp nữa. Anh biết là anh sai, nhưng mà hôm đấy anh thề là anh say như chết luôn, anh không thể làm gì cô ta được. Em hiểu chồng em là người như thế nào mà. Thôi, coi như đây là một bài học cho cả anh và em. Anh cảm ơn vợ nhé. Tôi đến đẩy chết chị đi cho xong.
đâu. Em sang với chị đây. Em đi lại không được. Mà dạo này anh thấy bệnh tim của em lại tái phát. Anh không thể để em ở nhà một mình cả tháng trời được. Nên anh bảo My sang đây để chăm sóc em. Dù gì thì người nhà vẫn yên tâm hơn người ngoài em ạ. Bây giờ anh phải đi công tác rồi. Một tháng sau anh quay về với vợ nhá. My ở lại chăm sóc chị giúp anh. Dạ vâng. Anh đi nhá. Anh đi cẩn thận nhá. Hôm nay chị em mình ăn gì nhở? Em cái gì? Trước mặt anh trai tôi diễn như thế thôi. Chứ chị nghĩ tôi sang đây để hầu hạ chị thật đấy à? Muốn ăn ấy thì lăn vào bếp. Con này cũng phải đi chơi. Mà này, thể hiện cho tôi xem người chị dâu tàn nhưng không phế đi xem nào. Tuy tôi là em của anh Thắng thật, nhưng mà anh Thắng sợ tôi. Vì sao á? Vì bố tôi cho tôi kha khá cổ phần của công ty, nên là đừng làm tôi bực. Anh đến nơi rồi đấy à? Anh đến rồi, em ở nhà thế nào rồi? Hai chị em hòa hợp chứ hả? Anh hỏi buồn cười rồi đấy. Em với chị Linh có gì mà không hòa hợp? Mà anh không biết đâu, em là hơi bị chăm nấu cơm với chị Linh đấy. Chị Linh nhờ. Vậy là tốt rồi. Thôi, anh đi gặp khách hàng đây. Bye bye hai chị em nhá. Coi như là chị cũng biết điều, không mách lẻo gì với anh tôi. Chị biết chứ, em đang giữ cổ phần của công ty mà. Đúng rồi đấy. Tôi mà bán cổ phần của mình cho cổ đông khác thì chức giám đốc của anh Thắng lung lay đấy. Kể ra thì chị cũng biết nghĩ cho anh tôi. Em đưa người yêu về nhà thì cũng vẫn nên nói với chị một câu chứ. Lại còn... Này, nhà này là nhà của anh thôi. Chị có quyền gì mà cấm? Anh thấy chị của em liệt chân, nhưng mà mồm thì không phế nhỉ. Nói nhiều quá. My này, em có thể đi ra ngoài mua giúp chị bát cháo được không? Chị đang ốm quá, mà phải ăn gì thì mới uống thuốc được. Mà nhà thì hết mì tôm mất rồi. Không, tại sao tôi phải đi mua cho chị? Tôi đâu có rảnh. Nếu mà chị đói thì hít không khí mà sống. Đồ ăn về rồi đấy. Ít cơm trắng, không đói ngất ra đấy thì lại to chuyện. Ngon. Này, muốn ăn đi thì phải vận động tí chứ nhỉ. Để tôi giúp chị nhá. Sao? Ngày xưa thì thích lên mặt dạy đời tôi lắm cơ mà. Giờ thì lên đi. Vụt mặt xuống anh đi. Mẹ ơi, chị xin em. Tưởng thế nào? Bị được qua nhờ? Sợ,
em lại. Cắt đi. Sao đây em? Tại sao cậu lại dám vào phòng tôi? Đi ra ngoài ngay! Bình tĩnh nào. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã thích em rồi. Nhìn em mơn mờ thế này mà không làm gì ấy. Thì phí. Cậu mà làm gì tôi là tôi hét lên đấy. Sợ thế nhở? Hét lên. Hét nữa lên! My ra ngoài rồi. Bây giờ trong nhà này chỉ có anh với em. Ngoan ngoãn chiều anh đi. Anh mua đồ ăn cho. Chắc là mấy hôm nay em đói rồi nhỉ? Hay là ăn anh nhé? Tôi thả chết đói còn thôi. Là về ở gần cái loại bẩn thỉu như cậu. Cậu đi ra ngoài ngay đi. Bản lĩnh thế. Nhưng mà anh thích. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Anh đang chờ đấy hả? Em bình tĩnh nhanh anh giải thích á. Anh không biết gì đâu. Anh đang chơi game ở ngoài. Cô ta gọi anh vào để anh xuống rồi dò mò anh mà. Anh không biết gì cả. Cậu đúng là đê tiện. Nói giỡn trơn tru không chớp mắt gì cả. Rõ ràng là cậu sàm sỡ tôi. Tôi là người bị hại cơ mà. Em tin anh mà đúng không? Cô ta cố tình chia rẽ tình cảm chúng mình đấy. Anh đi ra ngoài đi. Mau! Bố mẹ thúc đú của anh tôi, đánh tôi phản lại bố mẹ cưới chị. Bây giờ chị dám cướp người yêu tôi nữa à? Đáng nhẽ ngay từ đầu ấy, tôi nên đẩy chết chị đi cho xong. Em nói cái gì cơ? Em đẩy chị? Nghĩa là vụ tai nạn năm ấy là do em à? Tuy công ty là của gia đình, nhưng mà em làm việc cũng phải chuyên nghiệp chứ. Đi làm thì trưa mới đến, ngồi làm việc thì không chịu làm bật nhạc ầm ĩ lên. Chị là chị dâu của em, nhưng cũng là trưởng nhóm quản lý của em ở công ty đấy. Em làm như thế làm chị rất khó xử và mất mặt các nhân viên khác đấy, em biết không? Gì? Chị mất mặt á? Chị đang định dạy đời thôi à? Chị chán sống là hả? Con bé này! Thôi! Hai chị em bình tĩnh đi. Có cái chuyện gì thì cứ từ từ nói chuyện. Bây giờ hai chị em xuống dưới đi ăn đã. Anh đặt bàn rồi. Hai chị em xuống dưới trước đi. Anh vào trong nhà anh lấy chìa khóa. Người cố tình ngáng chân chị. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ là để dằn mặt chị thôi. Ai ngờ ông trời có mắt, khiến chị bị tổn thương não rồi dẫn đến liệt dây thần kinh vận động ở chân. Xin lỗi nhá. Tại sao em lại đối xử với chị như thế chứ? Tại sao em lại tàn độc như thế chứ em đi? Thuốc á? Chị ơi, chị xin em ơi. Chị đau lắm, chị không thở được nữa. Chị... Xem ra là ông trời đang định giúp tôi lần hai rồi. Lần này xem chị còn thoát được không. Chị ơi, chị ơi, chị à.
khách hàng của tao hủy lịch, nên tao tranh thủ về nhà mấy hôm. Không ngờ tao phải chứng kiến cảnh này. Tao cũng thật không ngờ em gái của mình lại là con quỷ đội lốt người như mày đấy. Em làm cái gì hả? Là do chị ta khiến em sôi máu mà. Mày đừng có ngụy biện cho những hành động của mình nữa. Đúng là cả ta và bố mẹ đã quá nuông chiều mày, để bây giờ mày trở thành một con người hư hỏng, tàn nhẫn và độc ác. Tao sẽ từ mặt mày. Đối với tao bây giờ, tao sẽ không có một đứa em gái như mày nữa. Anh từ em á? Anh dám à? Em sẽ bán tất cả cổ phần của em cho cổ đông khác. Đến lúc đấy, anh không còn là cổ đông lớn nhất của công ty nữa, đồng nghĩa với việc anh không còn là giám đốc nữa. Anh chắc chưa hả? Anh nghĩ cho kỹ đi. Tao không cần phải suy nghĩ nữa. Đối với tao, tiền bạc, quyền lực chưa bao giờ là quan trọng cả. Chỉ có vợ tao mới là quan trọng nhất thôi. Chính vì thế, bây giờ mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Bỏ ra. Mày đừng tưởng tao không biết mày làm những gì. Mày nghĩ lợi dụng công ty gia đình tao là dễ à? Tao đã đâm đơn tố cáo mày rồi. Về và chuẩn bị hầu tòa đi.